là em hiểu tất cả những cái yếu tố đó, chỉ là em chưa đi được đến cuối. Tại sao em chưa nhìn rõ chỗ này? 4x là 4 lần bắt đầu từ đây, là dấu hồi đóng nè, dấu hồi mở là ở đây. Nhìn kỹ nè, làm lại thôi trời, có thời gian thôi, ở nhà làm gửi cho tôi xem không chịu lại. Nhìn kỹ nè, dấu hồi đóng, dấu hồi mở nè. Dấu hồi mở là 1 ô, 2 ô, chỉ có 2 ô thôi. Rồi thêm 2 ô nữa là 4. 4 ô nhân cho 4 lần là 16. 16 ô, thì em phải nếm 1, 2, 3, 4, sau đó nó lặp lại như vậy. Thì 4 lần như vậy, cái lần thứ 5 em sẽ kết. Tức là em chưa nhìn ra cái section tổng thể, nguyên là cái tổng thể em chưa nhìn ra, còn tất cả yếu tố em hiểu hết rồi. Cái nhất, cái thứ hai là chỗ móc đơn á, chỗ móc đơn này nè. Chỗ móc đơn này nè, cái đó móc đơn này em đánh được, tại có rest vô, nó có điểm nhấn. Còn chỗ này là em bị rối, bị nhanh chạy nghiệp. Chỗ đó em bị chạy, tại vì nó không có điểm nhấn. Thì làm sao nhấn được cái này nè? Nhấn được 1 và 2 và 3 và 4. Thế em nhấn cái chân này nó là 1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
ngoài trên sách của mình là 4 lần thì mình phải đếm được bao nhiêu lần. Mình biết mình đang đánh từ vòng thứ mấy. Phải bị lạc đường vòng cuối cùng á. Nha. Ôn lại đi, chút lần lại ha. À, cho anh Tuấn đi, anh Tuấn.